Chào mừng các bạn trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip review so sánh về cho hai chiếc xe trong tầm giá khoảng 30 triệu. Một bên là côn tay, một bên là côn tự động. Đại diện đó của côn tự động đó là Honda Future. Còn bên đây là phiên bản côn tay sẽ là Suzuki Acelo phiên bản 2016. Đây là về thiết kế của hai chiếc xe này. Đối với Suzuki Acelo thì có một thiết kế rất là thuôn dài và nhỏ gọn, có tính khí động học rất là cao, được dựa trên thiết kế của các loại xe, các mẫu xe phân khối lớn của hãng. Và đối với chiếc xe Suzuki Acelo này thì được Suzuki rất là ưu ái khi trang bị hai thắng dĩa trước và sau, cũng như là phiên bản này có phục trần màu đỏ rất là đẹp, nhìn rất là thể thao. Còn đối với bên Honda Future thì phục là phục kính, thiết kế khá là bầu bỉnh, không được như hung tròn hung dài giống như là Suzuki Acelo. Và ngược lại bên Honda Future thì sẽ không được trang bị thắng đĩa sau mà chỉ bao gồm thắng đĩa phía trước và thắng đùm phía sau. Đối với Suzuki Acelo thì gù tay lái theo tùy phiên bản sẽ có một loại màu gù khác nhau, ví dụ như ở đây là phiên bản màu đen nhám, màu đen xám thì sẽ có màu gù màu vàng. Còn đối với Honda Future ở đây thì tất cả các dòng màu xe đều có một màu duy nhất là màu đen. Và xe này đều có cốp rất là rộng, nhưng rộng hơn đó là ở Honda Future. Cốp rất là rộng, có thể nhét vừa một chiếc nón full face. Còn đối với Suzuki thì khó mà có thể nhét vừa một chiếc nón nửa đầu, chứ đừng nói là một chiếc nón full face. Bên cạnh đó, Honda Future còn được trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI. Còn bên Honda, bên Suzuki thì Suzuki Acelo vẫn sử dụng bình xăng con. Với dung tích bình xăng 4.6 lít, Honda Future có lợi thế hơn so với 4.3 lít của bình xăng của Suzuki Acelo. Và đặc biệt với chiếc xe Honda Future, chúng ta có một cái điểm rất là đặc biệt, một điểm thẩm mỹ nhiều hơn so với của Suzuki Acelo, đó là có đèn đề mi tích hợp. Còn bên Suzuki Acelo có hai hốc gió nhưng mà chúng ta không hề có đèn đề mi tích hợp bên trong. Đây các bạn sẽ thấy, đây là đèn đề mi được tích hợp của Honda Future. Bên cạnh đó, khi so về thiết kế và mâm xe thì Honda Future nhìn có vẻ rất là yếu ớt và nó mỏng hơn của Suzuki Acelo. Của Suzuki Acelo thiết kế rất là đẹp, nhìn rất là thể thao. Yeah.